Hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người cách để vẽ nếp áo nha. Nhưng mà trước tiên thì tôi sẽ vẽ một cái thân người để vẽ áo lên nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ vẽ áo vô nè, nách áo và phần cúp ngực nó sẽ ôm xung quanh người. Tiếp theo sẽ là tay áo. Cái cánh tay nó co lại cho nên là cái phần áo này nó cũng sẽ bị nhăn theo luôn. Đoạn ở giữa này sẽ có rất là nhiều những cái nếp nhăn nhỏ nhỏ nè. Lưu ý khi vẽ là chúng ta sẽ có nét dài, nét ngắn khác nhau nha. Tiếp theo thì ngay phần thân áo nó cũng sẽ có những cái đoạn xíp ly nhỏ nhỏ như thế này nè. Lưu ý là sắc độ phải thay đổi ha, chỗ đậm, chỗ nhạt thì nhìn cái áo nó sẽ đẹp hơn. Phần eo thì khi mà chúng ta đứng nghiêng thì nó cũng sẽ tạo những cái nếp nhăn ngay phần eo ha. Tương tự thì tay áo bên này cũng vẽ y chang bên kia luôn. Đánh qua một vài lớp chì nhẹ nhẹ để cho nó có chút sáng tối nha. Chỗ nào tối thì tôi sẽ đánh qua một lớp và những cái nếp nhăn nè cũng thêm một vài cái nét chì ở đây. Ok, như vậy là xong rồi, mấy bà thử đi nha.